không như các tàu sân bay khác của phương Tây vốn luôn cần một đội tàu hộ tống. Tàu đô đốc Kuznetsov được thiết kế để có thể độc lập tác chiến chống lại các loại tàu khác với hệ thống vũ khí riêng của mình, chứ không cần một đội tàu bảo vệ, vì đây vốn là một tàu tuần xương hạm mang tên lửa hạng nặng. Với tư duy chiến thuật khác biệt, Tàu sân bay Kuznetsov với tính năng lai tạp giữa tàu tuần dương tên lửa hạng nặng và tàu sân bay trực thăng không giống với bất kỳ một tàu sân bay nào khác trên thế giới, vì nó được trang bị kho vũ khí khổng lồ, có sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp và có thể độc lập tác chiến. Tàu có chiều dài 302 m chiều rộng 35,4 m mớn nước 10,5 m Lượng giãn nước toàn tải của tàu là 55.000 tấn. Tàu được trang bị 4 động cơ tua bin hơi cao áp, với tổng công suất 200.000 mã lực. Tốc độ tối đa của tàu là 29 hải lý mỗi giờ. Tầm hoạt động liên tục là 8.000 hải lý. Biên chế toàn bộ thủy thủ trên tàu là 2.100 người. Vào thời điểm hạ thủy con tàu, lúc đó Liên Xô chỉ có máy bay tiêm kích hạm Su-27K và MiG-29K. Một số loại trực thăng làm nhiệm vụ trinh sát, cứu hộ và chống ngầm có thể cất và hạ cánh trên bong của nó. Ngoài số lượng máy bay, tàu Kunetsov được trang bị 24 bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn 3K95 Kinza tầm bắn 12 km. Mỗi bệ phóng có tới 8 tên lửa sẵn sàng chiến đấu, tương đương 192 tên lửa. Ngoài ra, 6 tổ hợp phòng không cực nhanh AK-630 30mm là chốt chặn cuối cùng, đảm bảo tiêu diệt mọi mục tiêu trên bầu trời muốn tiếp cận Kunetsov. Tàu Kunetsov thậm chí còn đóng vai trò tác chiến chống ngầm. Với hai tổ hợp rocket săn ngầm RBU-12.000, tầm hoạt động 12 km và tối đa 60 đạn rocket, Năm đấm thép của tàu sân bay Kuznetsov bao gồm 12 quả tên lửa siêu thanh chống hạm P700 Granite nằm ngay dưới bong tàu. Tên lửa Granite có tầm bắn hơn 400 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thường. Tuy nhiên, việc mang quá nhiều trang bị vũ khí khiến biên chế của tàu đông hơn. Bên cạnh đó, tàu mất nhiều thể tích cho những vũ khí này, mặc dù lượng giãn nước lớn hơn tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp, 55.000 tấn và 40.000 tấn. Nhưng số lượng máy bay của hai tàu tương đương nhau, 40 chiếc. Cũng chính điều này khiến Kuznetsov trở nên kém linh hoạt hơn so với các siêu tàu sân bay của Mỹ và đó là lý do con tàu mang tên Lửa chống hạm để đánh chìm tàu đối phương nhưng không thể triển khai các máy bay chiến đấu với tải trọng bom lớn phù hợp để tấn công mục tiêu trên bộ. Do ra đời vào thời kỳ Liên Xô vừa tan rã nên việc bảo trì tàu bị bỏ bê suốt một thời gian dài. Vì vậy, con tàu từ khi ra đời đã liên tục gặp trục trặc. Đến đầu những năm 2000 thì tàu đã bị xuống cấp nghiêm trọng do không được bảo trì sau một thời gian dài phải neo đậu một chỗ. Tàu được đại tu nâng cấp từ năm 2012. Quá trình đại tu và nâng cấp sẽ kéo dài 3 năm và tàu Kunetsok sẽ gia nhập lại hải quân Nga trong năm 2021. Tàu được hải quân Nga dùng để thử nghiệm sơ bộ tổ hợp định vị vệ tinh mới và thu được một số kết quả Tổ hợp này sẽ giúp phi công hạ cánh xuống đường băng tàu dù trong tình trạng không thấy gì hay trong điều kiện thời tiết bất lợi. Nếu thử nghiệm hệ thống thành công thì những cơ hội mới sẽ mở ra không chỉ riêng cho lực lượng chiến đấu cơ phục vụ cho hải quân. Máy bay Su-33 có trang bị tổ hợp mới đã thực hiện vài lần hạ cánh trên tàu. Lần tham chiến đầu tiên của tàu Kuznetsov là vào ngày 15 tháng 11 năm 2016 cùng với tàu khu trục Admiral Grigorovic đã thực hành phóng tên lửa hành trình Caliber vào các mục tiêu quân khủng bố IS tại Syria. Đây cũng là mốc đánh dấu lần đầu tiên một tàu sân bay của Nga tham chiến thực sự. Trong lần tham chiến đầu tiên này, hai chiếc máy bay chiến đấu hạm của tàu đã bị rơi. Nguyên nhân hai máy bay trên tàu sân bay đô đốc Kunetsov rơi xuống biển là do sự cố đất dây cáp hãm đà. Cả hai trường hợp đều không có lỗi kỹ thuật của máy bay, phi công đều đã phải nhảy dù thoát hiểm không phải đến khi hai chiếc máy bay bị rơi, người ta mới đặt câu hỏi nghi ngờ về khả năng thực sự của tàu Kuznetsov. Trong những năm gần đây, người ta nhớ đến tàu sân bay Nga với vô số trục trặc, hơn là một khí tài quân sự đáng gừng.